Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cũng có một chuyến hành trình đi lấy lan nhé. Bây giờ gặp một cái dề lan kiến kiến lộc hội rất là to các bác ơi. Đây. Bác nào muốn siêu tần kiến lộc hội thì cứ alo em nhé. Ồ, đẹp lắm. Như thế này không biết có cây nào sọc không? Xem thị những cái con xem có cái con nào sọc không nhé. Ô, các bác ơi, đây có cái con sọc này. Đây, các bác thấy chưa? Đấy, lá nào cũng sọc hết nhá. Sọc kẻ các bác ơi. Ô, đây đây đây. Các bác thấy rõ chưa? Đấy, lá nào cũng sọc á. Các bác nhìn này, lá non nhất nhất. Đây. Ô, đẹp lắm đấy. Ui. Đây, nhìn mặt sau của nó này, mặt sau của nó rõ nét lắm. Đấy. Wow. Đây là cái con này. Ô, cái mẹ của nó đây nè. Cái mẹ của nó đây đúng rồi. Đây nè, cái mẹ cũng có sọc này. Đấy. Cũng đèn sọc ấy nha các bác nha. Ô. Biết sao cái bận lá của nó dày quá nên nó bị dày rồi. Lần đầu tiên thấy kiến lô hội sọc nhá. Thì em sẽ lấy về chia cho các bác. Không biết có máy thân nhá. Thì xem thử là có máy thân. Bác nào muốn siêu tần hàng sọc alo nhá. Đây này cái mẹ của nó này, nó rất sọc này. Sọc đây đi, đấy sọc. Bật lá trên là nó hơi bẩn nên là cũng thấy nha. Nhưng mà bên mặt dưới thì thấy rất là rõ luôn. Đấy. Đây là cái mẹ này. Đây. Cái con của nó sống mạnh dần rồi đấy các bạn ạ. Giờ em sẽ lấy thử xem là sọc máy mình nhá các bác. Đây các bác ơi, đây có một cái gốc cái dòng cây cây phát tài á. Đây này, cong nhá, cong giống như con rắn con hổ. Đây các bác ơi, đây có một cái cây săn nhân hay là gừng rừng nhá. À cái này chắc gừng rừng rồi, nó sọc đây này, sọc kẻ luôn. Đây gọi là gừng rừng nhé. Sọc. Lá này nó lại không sọc nữa cơ. Biết nó mất tích đâu rồi. Không biết lá non này có sọc nữa không. Mất tích cái đâu rồi. Sọc hết thì đẹp lắm đấy. Đây nè, phượng ví đây các bác ơi. Đấy. Lái một ít lan phượng ví về cho các bác làm giống nhá. Đây. Cắt như thế này để các bác về làm giống nhé. Phượng ví này hoa rất là đẹp luôn đấy. Đây các bác ơi, phượng ví đây rất là đẹp luôn. Đây toàn những cây tơ đẹp. Bắt đầu muốn siêu tần thì cứ alo nhá. Chừng một chừng hai bó như thế này có giá là 100k nhé các bác ơi. Đây các bác ơi, phượng ví ăn nắm trực tiếp đây, bản lá ngắn nhá. Cái dòng này thì ăn nắng trực tiếp luôn nè. Đấy. Cây nó bận lá nó ngắm lắm, xếp đẹp lắm. Đây nhá. Phượng ví ấy. Ăn nắm trực tiếp ạ. Màu tím luôn nè. Đổi màu luôn. Đây. Đổi màu luôn. Không biết là do nó thiếu nước hay là sao nó đổi màu luôn nè. Phượng ví các bác ơi, khá đẹp rồi đấy. Đây này, đây cũng lấy được một ít lan phượng ví đó này, rất là đẹp rồi, xanh đẹp lắm, cây giống các bác ơi. Đây này, cái cây này các bác có thể mang về làm giống ghép lúa,
theo từng chậu nha. Đấy, những cái cây con như thế này thì ghép lúa rất là tiện lợi luôn, rất là đẹp nhá. Tí em về em sẽ chia hình bán cho các bác rồi. Cái dòng này thì giá tầm 100k, 150 thì đó thôi nhé các bác nhé. Các bác ơi, bên cái đá này có một cái có một dòng lan gì chưa biết tên nhá. Đây này, cái lan này em cũng chưa rõ cái tên của nó. Đây, khá đẹp ạ. Cái dòng này mặc hoa cũng khá đẹp nhá các bác nhá. Cái họng màu tím, cánh của nó là màu trắng nhá, nở hoa giống như lan hài á, nhưng mà hoa nó không to mấy đâu. Nhưng mà nếu mà cây cây to thế này thì hoa cũng khá to ấy. Nhìn này, quả như thế này, quả to thế này thì cũng hoa cũng khá to ấy. Dòng này là phong lan nhá, cái dòng này bán trên đá, cũng chưa biết cái tên của nó đâu. Cái này không biết gọi như thế nào luôn. Mới lấy được một cái cây kiến tiên vũ nhá, hai thân. Đấy, hai thân rất là đẹp. Đây, kiến tiên vũ nhá. Cái dòng này không biết là bản lá ngắn hay bản lá dài. Đây, chắc là bản lá ngắn đấy. Hai thân nhé các bác. Bên nào muốn siêu tầm cái kiến tiên vũ này thì cứ alo nhé. Cũng có mấy cây phượng ví nhá. Đây, lá rất là to luôn. Phượng ví thì gáy ngọn như thế này thì các bác mang về làm giống thì không sao đâu các bác. Cái dòng phượng ví này nó mọc rất là nhanh luôn. Đấy, em cũng nếu mà cái cây thân này nó dài quá em sẽ bể hai khúc nhé, hai khúc tầm 40 cm. Thì để các bác làm giống nhé. Đa số là có ngọn nhiều thôi. Giờ thì sẽ đi về thôi các bác. Các bác nhìn là những cái cây cây phát tài đây. Cây rất to luôn. Những cái cây này mang về trồng dưới xuôi thì rất là đẹp nhá, nhưng mà khó mang về lắm. Các bác nhìn này, cây gốc vành của nó chắc tầm 3 mét gì đó ấy. Cái gốc nó to to lắm các bạn ạ, nhưng mà nó bị trống. Đây cũng có mấy cây nhỏ hơn một tí này. Đây, nhìn nó đẹp lắm các bạn ạ. Các bạn nhìn bầu trời này, hôm nay bầu trời xanh, nhìn cái lá của nó rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp lắm nhé các bạn nhá. Bầu trời xanh nó rất là đẹp luôn. Đây có một cây thế này, cái này to nhất rồi. Nhưng mà không biết cái này chắc là không lấy được về rồi. Tại vì nó ở trên núi mà, khó đường xa xôi khó mà, khó mang xuống mà. Để lại trên rực luôn các bác ạ. Đây các bác ơi, một dòng không biết cái gì đây, chú định gì ấy. Đây một cây phượng ví đây nó. Phượng ví rất là đẹp. Cái này là chú định gì ấy nhỉ? Gốc của nó có cụ không? Cũng có cụ nhé. Cái này chú định gì ấy. Hoa khá thơm ấy. Nhưng mà thơm một kiểu khác. Thơm không biết thơm mùi gì ấy. Đây. Đây này. Có bắt nào muốn lấy về làm giống không? Có, đây cũng có mấy cây nhá. Hoa của nó nha, mặc hoa đây nhá. Mặc hoa nó nhỏ nhỏ nhưng mà mặc hoa nó giống như con, giống như cái con, giống như đôi chồn ấy. Đôi cáo, đôi chồn. Cũng có nét đẹp riêng của nó mà. Một dòng thì có nét đẹp riêng của nó.